Cài là mẫu được các chị em ưa chuộng nhất hiện nay bởi vì nó rất là dễ sử dụng. Các chị em nào tóc ít, tóc thưa, tóc ngắn, muốn tóc mình dài hơn, muốn thay đổi kiểu tóc thì hãy nhanh tay chọn cho mình một kiểu tóc mà mình đang mong muốn đi ạ. Mẫu này là tóc cài đá thẳng. Mấy chị thấy tóc nhà em có đẹp không ạ? Có mượt không ạ? Xài tóc cài này lên thì tóc của mình sẽ trở nên dài, dày và bóng mượt hơn, giúp cho mình tự tin hơn và trẻ hơn 5-10 tuổi là chuyện bình thường nha mấy chị. Ai thích các mẫu tóc cài này thì comment giùm cho em mã cộng màu cộng với số điện thoại thì sẽ được nhà em chốt đơn cho mấy chị nha. Đặc biệt các mẫu tóc cài này mấy chị em mình có thể thay thế cài thoải mái nha mấy chị ơi. Mình có thể thay thế bất cứ cài nào để phù hợp với trang phục của mình nha. Rất đẹp và rất tiện lợi phải không ạ? Còn đây là mẫu kẹp nửa đầu có chiều dài 55cm của nhà em nha. Mẫu này thì các chị em nào tóc ít muốn cho tóc mình dài hơn, dày hơn thì mình hãy lựa chọn mẫu này nha. Rất là đẹp và dễ sử dụng luôn ạ. Mình chỉ cần lấy một phần tóc ở lớp trên rồi kẹp tóc giả ở giữa là xong nha. Mẫu này đi chơi đi du lịch rất là tiện lợi luôn. Mình chỉ cần bỏ ra chưa đầy 2 phút là đã có được một bộ tóc mới. Siêu sang chảnh luôn ạ. Nhìn như thế này mấy chị có biết là em đang sử dụng rất là nhiều tóc giả không ạ? Đó là em đang sử dụng một cái máy bay tóc thiệt 100% nha. Rồi ở dưới là em có xài thêm một cái kẹp nửa đầu chiều dài 40cm màu nâu sô-cô-la nữa nha. Mấy chị có thể thoải mái thay đổi kiểu tóc của mình mà không cần phải ra salon tốn rất nhiều thời gian sử dụng hóa chất làm gây hư tổn đến tóc thiệt của mình. Tất cả các mẫu tóc nhà em đều có đủ 3 màu cho mấy chị em mình lựa chọn luôn nha. Màu đen, màu nâu sô-cô-la và màu nâu vàng nữa ạ. Riêng cái máy bay Hàn Quốc này là được làm bằng tóc thiệt 100% luôn nha mấy chị ơi. Kẹp lên rất là đẹp và rất là tự nhiên luôn ạ. Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay để lại số điện thoại để được chốt đơn trong cái video ngày hôm nay nha mấy chị. Còn đây là cặp độn phòng chân tóc của nhà em nha. Chị em nào tóc ít tóc mỏng thì mình sử dụng ngay cặp này liền cho em đi ạ. Phòng tóc lên trong vòng 30 giây mà không bị gây hư tổn cho tóc thiệt của mình nha. Ai thích mẫu này thì comment giùm cho em là kẹp độn phòng cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ chốt đơn cho mấy chị trên cái video ngày hôm nay ạ.